Hello, hello, xin chào các bạn, đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ các bạn ngày thứ hai Và bây giờ đó là khoảng 6 giờ tối Ở Việt Nam đó, đã bước qua là ngày thứ ba rồi Và các bạn thấy được là sau lưng thuần đó, tuần cũng đã dọn bớt rồi để cho nó sạch Nhưng mà trong vòng vài ngày này đó, các bạn sẽ thấy được là cái âm thanh nó sẽ hơi vang một chút Cho đến cuối tuần này thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu đổ vào đó các bạn. Những cái đầu trưng bày trên phòng cũ sẽ được dọn qua bên cái phòng mới này. Trở lại với những đề tài ngày hôm nay đó. Thì chúng ta có một số những thông tin cũng rất là quan trọng các bạn. Thôi muốn update cho các bạn cái thông tin mới nhất liên quan tới Elon Musk và Mark Zuckerberg cuộc chiến đó có diễn ra hay là không Chúng ta cũng sẽ nói tới Bitcoin Spot ETF Ngày mai đó thì có khả năng, đây là một khả năng mà thôi Nhưng mà ngày mai nó có khả năng sẽ có một cái thông tin lớn liên quan tới Cái điều kiện của Trayscale Bitcoin Trust các bạn Và chúng ta cũng có những cập nhật liên quan đến PayPal, liên quan tới s vân vân Và liên quan tới Michael Berry The Big Short các bạn Thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Ngày hôm nay đó các bạn hãy được kết thúc chứng khoán Hoa Kỳ đây chúng ta có chỉ số Nasdaq đã tăng hơn 1% các bạn Dow Jones thì không có thay đổi nhiều Nhưng nhưng mà S&P 500 thì tăng 0.58% Pre-market thì bây giờ thì rất là im lặng các bạn, không có nhiều cái sự thay đổi Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó à, hiện bây giờ thì đang ở mức là 82 đô 48 cent cho một thùng dầu Thì đó cũng là cái mức chúng ta đã thấy trong vòng mấy ngày qua Cũng coi như là mức cao trong vòng khoảng chừng nửa năm qua các bạn còn về vàng đó thì các bạn thì được hợp đồng vàng bây giờ thì xuống thêm một chút nữa mức là 1938 đô cho một ounce vàng. Thì trước khi chúng ta nói tới crypto đó tôi muốn giải mỗi thời gian để mà nói về tình hình của thị trường tài chính nói chung thì chúng ta đã nhìn thấy được là ngày hôm nay đó có một lời phát biểu đến từ Bộ trưởng Bộ tài chính Hoa Kỳ là Janet Yellen. Thì Janet Yellen nó chủ yếu là ca ngợi chính sách tài chính của tổng thống Joe Biden nói là mọi thứ bữa nay rất là tốt. Chúng ta có thể được là cho nên giao lần thì nói tới là nhìn vào phần trăm lạm phát thì đã giảm nhiều rồi so với cái mức cao là 9.1% của năm ngoái. Tính đến tháng 7 mới đây thì phần trăm lạm phát CPI đã giảm còn 3.2. À, và thêm vào đó nữa, phần trăm lạm phát giảm nhưng mà cái phần trăm thất nghiệp đó thì vẫn đang ở mức thấp và chủ yếu đó nói là dưới cái sự lãnh đạo của tổng thống Joe Biden thì 13 triệu việc làm mới đã được tạo ra thì có thể con số này đây là con số đúng các bạn nhưng mà cái mà chúng ta cần phải nghĩ đến là khi mà tổng thống Joe Biden bắt đầu đó thì chúng ta đã biết là sau đó đã có sự hồi phục từ đại dịch thì đương nhiên sau khi mà hồi phục đó thì những cái nơi sẽ bắt đầu mướn người trở lại cho nên ta không biết được là con số chính xác là bao nhiêu nếu như mà thật sự có một cái sự tăng trưởng về công an việc làm ở dưới sự lãnh đạo của chính quyền của tổng thống không Biden nhưng mà một người sẽ không đồng ý với cách nhìn này của cha này các bạn có biết ai hay là không đó chính là Michael Berry các bạn thì Michael Berry là một trong những người rất nổi tiếng với cái đợt mà sốt của khủng hoảng tài chính năm 2008 các bạn nhưng mà thật ra đó Michael Berry à, đã sốt cách đó vài năm rồi khiến cho cái drawdown cũng rất là lớn nhưng mà cuối cùng đó, thì Michael Berry cũng đã đoán đúng và cũng được kiếm được một số tiền không hề nhỏ thì Michael Berry vừa sốt thị trường với tổng cái giá trị là 1 tỷ 6 đô la Các bạn đã thấy được là Michael Berry đó đã mua 890 triệu đô la SPY Put có nghĩa là S&P 500 đó các bạn và đã mua 740 triệu đô la QQQ put có nghĩa là chỉ số Nasdaq thì hai lệnh này đó hiện bây giờ chiếm 93% trong toàn bộ danh mục đầu tư của Michael Berry thì các bạn đã thấy được là có khi Michael Berry đúng giống như là năm 2008 chiếm được rất nhiều tiền nhưng mà cũng có khi Michael Berry sai và xóa luôn cả cao thuy đời trước đây chúng ta cũng đã từng chứng kiến điều đó xảy ra nhiều lần rồi không biết đợt này là ra sao nhưng mà việc Michael Berry đó dùng một số tiền lớn để mà số thị trường thật ra đó là Michael Bay mua option các bạn put có nghĩa là quyền được bán thì nếu các bạn bearish các bạn sẽ mua put có nghĩa là các bạn được quyền bán ở à, cái mức đó với kỳ vọng đó là khi mà giá của cổ phiếu giảm xuống thì Michael Bay có thể bán ở cái mức cao đó là cái uh, hợp đồng put các bạn và đây là liên quan đến chứng khoán của Hoa Kỳ chứ không phải liên quan đến crypto nhưng mà chúng ta cũng đã biết là crypto đã trở thành một phần của thị trường tài chính nói chung rồi cho nên tất cả đều có cái mối quan hệ với nhau như là các bạn cũng đã thấy là BTC đã bị ảnh hưởng như thế nào khi mà chúng ta thấy là phép tăng hay giảm lãi suất liên quan đến cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ vân vân. Thì có một số người chỉ có được là Michael Berry đã làm gì có 1 tỷ 6 đô la để mà mua put như vậy. Thật ra đây là những cái lệnh giống như đòn bẩy các bạn thì đương nhiên đó, Michael Berry mua cái số lệnh này thì tổng cái giá trị là 1 tỷ 6 nhưng mà cái số tiền Michael Berry bỏ ra đó thì thấp hơn con số này rất là nhiều. Các bạn thấy được là nếu như chúng ta dùng futures các bạn đã biết là các bạn có có cái số lượng tiền các bạn deposit và có phần còn lại để các bạn mừng của sang thì cái này nó cũng gần giống như là như vậy nhưng mà các bạn đã thấy là dựa theo nhiều thống kê Thật ra không biết được là tài sản của Michael Berry là bao nhiêu Tại vì đây không phải là một trong những người mà chia sẻ tài sản một cách chi tiết Nhưng mà ước tính của nhiều nguồn đó là Michael Berry có tổng tài sản đâu đó khoảng chừng 200 cho đến 300 triệu đô la các bạn Thì chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng tiền mà bỏ ra đó thì ước tính là khoảng chừng từ 20 cho đến 50 triệu đô la để có thể nắm được cái lệnh là 1 tỷ 6 này thì con số đó, đó đối với lại tổng cái tài sản của Michael Berry hoàn toàn không hề nhỏ và chúng ta cũng nhìn thấy được là dựa theo cái số lượng tài sản trong danh mục đầu tư đó thì hai lệnh này đã chiếm tới con số là 93%. Nói chung thì uh, cho dù là Michael Berry không có bỏ ra 1 tỷ 6 Tại vì cũng không có số, số tiền đó Nhưng mà cái số tiền bỏ ra so với lại cái tổng tài sản nó cũng không hề nhỏ Và chiếm tỷ lệ rất lớn trong danh mục đầu tư của Michael Berry Đây cũng là một trong uh, những cái đợt mà Michael Berry cũng rất là nghiêm túc các bạn đối với lại cái đợt này Thì đương nhiên nhiều người cũng rất là lo lắng Tại vì chúng ta cũng đã biết là Fed đã gần tới lúc là phải giảm lãi suất các bạn Có nghĩa là Fed sẽ ngưng tăng bất cứ lúc nào Có thể là cái đợt tăng tháng vừa rồi là đợt tăng cuối cùng rồi và sau đó chúng ta sẽ chờ tới qua năm sau là fed bắt đầu là cắt giảm lãi suất dựa theo ước tính của nhiều người nhưng mà chúng ta cũng đã biết là khi fed giảm lãi suất đó là lúc mà khả năng khủng hoảng tài chính xảy ra. Khi mà còn nhìn vào lịch sử đó, thì tại sao lại như vậy? tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn lý do là tại vì Fed là một đơn vị mà họ thích nhìn vào kính chiếu hậu, có nghĩa là Fed phản ứng với tình hình của thị trường khi mà dịch bệnh xảy ra đó, mọi thứ trở nên tệ hơn, thì Fed sẽ bắt đầu in tiền để mà kích thích nền kinh tế chứ không phải là trước đó. Và cũng ngược lại, các bạn khi mà lạm phát đã bắt đầu tăng cao rồi thì Fed mới bắt đầu tăng lãi suất. Thì cũng như vậy, các bạn thấy được là khi mà nền kinh tế thực sự đã bắt đầu đi vào suy thoái rồi thì fed mới bắt đầu cắt giảm lãi suất đó là lịch sử trước đây đợt này đó thì nhiều người vẫn kỳ vọng là chúng ta có thể thấy là fed hạ cánh an toàn hay là hạ cánh mềm nghĩa là fed sẽ giảm lãi suất trước khi mà nền kinh tế bị siết chặt quá mức dẫn đến suy thái tài chính nhưng mà michael berry lại không nghĩ như vậy các bạn thì có nhiều người lo lắng nhưng mà đối với thuận thì một điều chúng ta không có rõ đây là michael berry đây là một cái lệnh dài hạn có nghĩa là nghĩ đây sẽ là một cái đợt suy thoái tài chính sau hay là đây là một định ngắn hạn mà thôi chúng ta không có biết chứ là chỉ biết là michael berry vừa theo cái tài liệu là đã mua cái số lượng put có nghĩa là quyền được bán rất là nhiều. Các bạn nghĩ lần này Michael Berry sẽ đúng hay là sai các bạn comment ở bên dưới. Nhưng mà Michael Berry đó không phải là người duy nhất đâu các bạn. Cách đây không lâu ra ngày 3 tháng 8 cũng đã có một cái thông tin rất là lớn đó chính là thượng nghị sĩ Tom Copper các bạn. Đây là một thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ hiện tại thì thượng nghị sĩ này đó cũng đã mua tổng cộng là 95.000 đô la cổ phần của hai cái quỹ ETF các bạn một cái đó là Ranger Equity Bear ETF các bạn có thấy chữ Bear này cũng đã hiểu rồi đây là một cái quỹ mà đánh xuống các bạn nghĩa là sẽ kiếm được tiền khi mà thị trường tài chính không được tốt và chúng ta cũng có thêm một quỹ nữa đó chính là ProShare Short QQQ đây là một cái quỹ mà số cái chỉ số Nasdaq thì các bạn đã được là ngay cả một thượng nghị sĩ hiện tại ở Hoa Kỳ đó cũng đã mua 95.000 đô lệnh và đương nhiên đây là những cái quỹ mà uh, có level là có đồng bảy các bạn thì 95.000 nhưng mà cái vị thế thực sự là cao hơn khi mà thị trường chứng khoán giảm xuống thì sẽ kiếm được tiền thì có phải là những người này thật sự tin tưởng chúng ta sẽ có một cái đợt suy thoái tài chính dài hạn hay là chỉ đơn giản là từ đầu năm tới bây giờ đó chứng khoán Hoa Kỳ đã hồi phục được khá là nhiều và một cái đợt điều chỉnh là hoàn toàn không thể tránh khỏi cho nên Michael Berry và thượng nghị sĩ Copper mới có những cái hành động như vậy, các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Thuận đã từng chia sẻ với các bạn năm ngoái đó là Thuận cũng bắt đầu chú tâm để mà trung bình giá cổ phiếu cùng với là crypto. À, thì bây giờ đó Thuận vẫn tiếp tục trung bình giá các bạn. Những thông tin này đó cũng không có ảnh hưởng đến cái con đường trung bình giá của Thuận. Và thật ra nếu như mà chứng khoán đó, có cái sự giảm xuống thì Thuận có khả năng để mà trung bình giá mức thấp hơn. Nhưng mà nếu các bạn là một người mà chuẩn bị về hưu hay là các bạn đã về hưu rồi đó thì các bạn đương nhiên không muốn suy thoái thì chính xảy ra rồi. Tại vì có thể các bạn đang dựa vào cái số tiền ở trong chứng khoán để có thể là về hưu một cách nhàn rỗi nhưng mà nếu như chứng khoán không tốt đó, thì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng các bạn và ảnh hưởng đến tịch sống của các bạn Chúng ta hãy chuyển qua nói tới crypto rồi các bạn Thì giá của BTC đó hôm nay cũng có dao động một chút xíu Cũng đã có lúc các bạn thấy là giá của BTC xuống 29.073 đô và lên tới 29.665 Nhưng mà ngay bây giờ thì cũng như là ngày hôm qua các bạn giá là khoảng 29.400 đô Và nếu như các bạn nhìn vào giá của Bitcoin đó, trong vòng 24 giờ qua thì không có thay đổi nhiều các bạn tăng 0.5% mà thôi và chúng ta nhìn thấy tổng số hóa đó thì cũng cỡ đó à 1,2 nghìn tỷ các bạn tăng 0.6% ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn vào uh, crypto bubble thì hôm nay cũng có nhiều mà xanh xuất hiện các bạn, đặc biệt chúng ta nhìn thấy được là Sboy dựa theo crypto bubbles thì đã tăng 9% trong vòng 24 giờ qua thì có một cái thông tin cũng khá là thú vị, nó không liên quan trực tiếp đến x Hedera Hashrap nhưng mà nó cũng có một cái sự liên quan gián tiếp các bạn fat now chúng ta biết đây là cái mạng lưới mà fat vừa tung ra 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần để có thể là giải quyết những cái giao dịch thì fat now đó đã hỗ trợ drop in drop in đó là một nền tảng thanh toán vi mô nghĩa là những cái giao dịch cực kỳ nhỏ được xây dựng trên Hedera Hashrap. điều này có nghĩa là drop là một trong những công ty có thể dùng mạng lưới của FedNow hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái thông báo chính thức đến từ FedNow và cũng có một số thông tin liên quan đến drop in các bạn và đây là một cái nền tảng được gây dựng trên mạng lưới của Hedera cho nên các bạn thấy được là Hedera Hashgraph cũng là một cái sự tăng trưởng ngày hôm nay Đây không có nghĩa là Fed ủng hộ Hedera Đây chỉ đơn giản là một trong những cái công ty mà được sử dụng mạng lưới FedNow Thay vì để sử dụng mạng lưới ngân hàng hiện tại Thì đây cũng tốt các bạn FedNow đó thì cũng không có cái vấn đề liên quan đến là không ủng hộ những công ty crypto Thì ít ra những gì chúng ta biết bây giờ đó, Thì FedNow hoàn toàn có thể hỗ trợ những công ty crypto để có thể được sử dụng mạng lưới này à, Và đây là thông tin cho những bạn nào mà là fan của Hedera Hashgraph và chúng ta hãy nói tới một cập nhật đi liên quan đến cái uh, cuộc đấu nhau của Elon Musk và Mark Zuckerberg Thì uh, sao có dù drama ngày hôm qua đến giờ mà nào mà chưa có xem thông tin thì để xem uh, cái video thường đã chia sẻ ngày hôm qua Thì hai bên uh, cũng đã có một cuộc trò chuyện ở trên text message các bạn nghĩa là tin nhắn với nhau uh, Và chủ yếu đó thì uh, Mark Zuckerberg hầu như là không được vui khi mà Elon Musk nói là Elon Musk cũng không có tập luyện nhiều. Nhưng mà với cái sự khác nhau giữa chiều cao và cân nặng đó, thì Elon Musk bự con hơn và Elon Musk nghĩ là mình sẽ thắng. Điều này khiến cho Mark không được vui và các bạn thấy là Mark cũng đã phản ứng là một là đấu nhau. Còn hai à, là không cần phải tiếp tục nữa Chứ cứ như vậy hoài đây thì cũng không được tốt Thì các bạn thấy là sau đó Elon Musk Twitter cũng không đề cập đến Mãi cho đến hồi sáng này Hồi sáng này đây các bạn thấy được là Elon Musk nói Knock knock challenge accepted Có nghĩa là Elon Musk hoàn toàn không muốn bỏ cuộc Và hầu như đã sẵn sàng rồi Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có biết là ngày nào sẽ là ngày mà hai bên đấu nhau Tuần vừa rồi đó thì Elon Musk nói là sẽ biết vào tuần này là trận đấu này khi nào mới diễn ra tại vì uh, tuần vừa rồi đó Elements nói là cần phải đi khám lại để xem coi được có cần phải phẫu thuật hay không thì tuần này sẽ biết thì có khả năng là bây giờ đó Elements đã biết là không cần phẫu thuật hay gì đó cho nên mới nói là đã sẵn sàng rồi thì chúng ta hãy chờ đợi xem coi hai bên khi nào mới đấu nhau thì cái thông tin này cũng không phải là liên quan trực tiếp đến crypto Nhưng mà các bạn thấy là nền tảng Twitter hay là bây giờ là X là một nền tảng mà rất là liên hệ trực tiếp với lại crypto của bạn hầu như những thông tin liên quan đến crypto đó thì được chia sẻ trên mạng lưới X nhanh hơn cả báo chí nữa Và đương nhiên đây là một trong những đề tài mà nhiều bạn rất quan tâm cho nên muốn dành thời gian để cập nhật Nhưng mà một đề tài mà liên quan trực tiếp đến crypto đó chính là Javier Mele Thì Javier Mele là ai các bạn? Javier Mele đó là ứng cử viên tổng thống của argentina và ứng cử viên tổng thống này là một ứng cử viên tổng thống mà ủng hộ Bitcoin khôi và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Argentina và đây là Javier Milei các bạn một trong những người mà nhiều người mới đầu cho là khả năng đó là sẽ không được nhiều phiếu nhưng mà ngược lại đó thì dựa theo tài liệu chúng ta nhận được thì ứng cử viên Javier Milei này đã, đã nhận được tới 31,92% của phiếu bầu à, trong khi những ứng cử viên khác đó thì cũng có một cách rất là xa các bạn như là Sergio Massa thì chỉ nhận được có 21,8% mà thôi người kế tiếp là 16,97% và người bên dưới này chỉ nhận được có 10,70% mà thôi đương nhiên đây là một cuộc bầu cử sơ bộ không có nghĩa là Javier sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của Argentina theo thuận hiểu đó thuận không phải là người mà sống ở Argentina cho nên cũng không có rành về chính trị ở đó nhưng mà theo thuận hiểu đó là nếu như mà trong cuộc bầu cử sơ bộ mà không có bất cứ ai đạt được 45% phiếu bầu giống như là trong trường hợp này thì sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu toàn diện sẽ xảy ra vào tháng 11 thì lúc đó mới biết được ai sẽ là tổng thống kế tiếp Nhưng mà điều này đã cho thấy được là một người mà đã từng phát biểu để thần chia sẻ ông đã nói như thế nào Ông đã nói là ngân hàng trung ương là một trò lừa đảo, một cơ chế mà các chính trị gia dùng để lừa gạt những người dân bằng thuế lạm phát. Bitcoin đại diện cho việc trao quyền tiền tệ lại cho người dân. Javier Milei. Wow các bạn, một trong những người mà có lời phát biểu như thế này đó mới đầu không ai nghĩ là có khả năng để mà trở thành tổng thống của Argentina. Nhưng mà sau của một cuộc cử sơ bộ này đó, thì cứ rất rõ ràng là hoàn toàn có khả năng là Javier có thể trở thành tổng thống kế tiếp của Argentina, một vị tổng thống mà ủng hộ BTC. Đáng tiếc đó, thì Javier không phải là người ủng hộ những cái con khác các bạn. Trong cuộc phỏng vấn này đó thì Javier nói là BTC sau này hoàn toàn có thể là cạnh tranh với lại Ethereum và nhiều đồng khác Javier là một trong những người mà không có nghe nói tới những o coin khác chỉ nói tới riêng về Bitcoin mà thôi và cũng có người nói là những người như là Javier đây trên căn bản chỉ nói ủng hộ Bitcoin để có thể được phiếu bầu để trở thành tổng thống mà thôi chứ khi mà Javier trở thành tổng thống rồi đó thì cũng chưa chắc là một người mà hoàn toàn ủng hộ BTC Javier có phải là một người thật sự ủng hộ Bitcoin hay không cũng không quan trọng đối với thuận đâu Điều mà các bạn thấy BTC đã trở thành một phần của chính trị rồi Không những là một phần của thị trường tài chính, bây giờ một phần của chính trị Và những chính trị gia đã phải nói về BTC nếu như mà họ muốn có một số lượng phiếu bầu nào đó Cũng cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cộng đồng Bitcoin Và chúng ta đã đi một quãng đường rất là xa rồi các bạn Cũng như chúng ta nghĩ lại đi các bạn có quan tâm đến BlackRock thực sự nghĩ gì về Bitcoin hay không? Các bạn có quan tâm đến ngân hàng JP Morgan nghĩ gì về BTC hay là không? Chúng ta chỉ quan tâm đến là những ngân hàng đó, những công ty tài chính đó họ cũng phải cung cấp dịch vụ cho Bitcoin cũng cho thấy được là cái nền tảng của BTC đã phát triển như thế nào cộng đồng BTC lớn mạnh cỡ nào và một loại tài sản mà ngày là càng được ưa chuộng Chứ còn BlackRock nghĩ sao về BTC cũng không quan trọng Các bạn có thể hỏi rất là ghét Bitcoin Nhưng mà họ ghét Bitcoin cũng không có quan trọng bằng việc là họ muốn muốn có một bitcoin spot ETF. Chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan đến Salmon Free. Hôm qua chúng ta cũng đã nói tới là Salmon Free đó thì cũng đã bị thu hồi lại cái lệnh tại ngoại, có nghĩa là Salmon Free đó phải ở trong nhà tù chờ đến tháng 10 để mà ra tòa các bạn ngày 2 tháng 10. Thì hôm nay đó chúng ta nghe thêm một cái cáo buộc mới. Thường gần đây chúng ta được là có một số cáo buộc đã bị hủy bỏ, nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay lại có thêm một cáo buộc mới và cáo buộc mới này đó lại có liên quan tới Gary Cancel các bạn cáo buộc mới này đã nói SBF đã vận động hành lang, có nghĩa là đã đưa tiền cho nhiều thành viên của quốc hội và các quan chức chính phủ cấp cao khác để thúc đẩy quy định về crypto có lợi cho doanh nghiệp và lợi ích cá nhân của Sam Bankman Free. Thì điều này tại sao là quan trọng các bạn? Điều này có nghĩa là nhiều thành viên quốc hội và đặc biệt đó là những người có chức vụ cấp cao giống như là Gary Gensler. Tại vì chúng ta đã biết là Gary Gensler đã chính thức gặp riêng salmon free là khoảng hai lần mà chúng ta biết mà thôi còn bao nhiêu lần trước đó đó chúng ta hoàn toàn không có biết nhưng mà những người như là Gary gan đó thì có thể là phải trở thành nhân chứng và ra tòa và sẽ được hỏi chéo bởi những luật sư của bạn đương nhiên ở bên công tố viên đó họ sẽ cố gắng hỏi những câu hỏi hóc búa để Gary Gensler trả lời để xem có họ có dùng những gì mà Gary Gensler nói để mà buộc tội Salmon Free hay là không và đương nhiên nếu như mà Salmon Free có tội đó thì Gary Gensler cũng không thể tránh khỏi được và ngược lại các bạn thấy được là ở bên Salmon Free sẽ cố gắng để mà bào chữa nhưng mà điều quan trọng ở đây đó là đây không phải là một cái buổi điều trần từ quốc hội những câu hỏi cần phải được trả lời và trả lời theo quy định của tòa án chứ không thể nào trả lời qua lo hay là chứ không thể trả lời vòng vòng được các bạn và nếu như mà chứng minh được Gary Chancellor nhận tiền của Sam Free và sang FTX để có thể ra một số những quy định hay là để tấn công một số những dự án hay là sàn thì điều này sẽ khiến cho tất cả những gì mà SEC làm sẽ coi như là tan thành mây khói các bạn. Thôi chứ có một cái cảm giác là ngày tháng có Gary Chancellor đứng đầu SEC đó ngày càng rút ngắn lại. Hôm nay là đầu tuần nên thì chúng ta cũng có cái cập nhật liên quan đến co share các bạn mà thực ra cũng đang suy nghĩ là có nên tiếp tục chia sẻ hay không tại vì cái thông tin này nó cũng không có cái sự À, liên quan mật thiết với là tình của thị trường và thật ra thông tin này đó nó luôn có một cái độ trì hoãn là một tuần thì chúng ta thấy được là những cái quỹ mà con share đã thường hay theo dõi những quỹ các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì cho thấy được là trong tuần vừa rồi đó đã có 28 triệu đô la đã đi ngược cho vào thị trường này sau hai tuần là có một số tiền rời khỏi và cái số tiền đi ngược vào thị trường này tuần vừa rồi đó là 27 triệu trong số đó là đi vào bitcoin các bạn còn lại một phần nhỏ là khoảng chừng hơn 2 triệu là vào ethereum Đương nhiên ta cũng có một cái số lượng tiền nhỏ là khoảng 2 triệu 7 rời khỏi quỹ số BTC Nói chung đó, thì cộng trừ chúng ta có 28 à, triệu rưỡi đã đi ngược cho vào thị trường này Và phần lớn là đến từ Canada các bạn 23.8 triệu rồi đến từ Canada 7 9 triệu 9 đã đến từ Switzerland các bạn nghĩ sao về thông tin này? Các bạn có cảm thấy thông tin này đó, nó có giúp ích được hay không? Các bạn hãy comment ở bên dưới Nếu như các bạn à, không có quan tâm nhiều đến thông tin của con xe thì thường cũng sẽ không có cần phải chia sẻ nhiều nữa Chúng tôi cũng có một cái thông tin đáng tiếc các bạn là công ty CoinDesk Coindex là cái công ty mà cung cấp thông tin về crypto ra Họ đã thông báo là sa thải 45% nhân viên của mình Đây là một trong những kênh mà cũng rất quen thuộc và thật ra cũng đã có mặt nhiều năm rồi các bạn Công ty Coindex này đã có từ năm 2013 Và lúc đó đó họ đã gọi vốn là 2 triệu đô la 2 triệu đô la để có thể hình thành Coindesk Và công ty DCG này cũng là công ty mẹ của công ty Grayscale Cũng là công ty mẹ của Foundry USA, công ty mà đào Bitcoin các bạn Và đương nhiên cũng là công ty mẹ của Genesis, công ty mà đã khai bảo vệ phá sản Sau đó đó công ty Coindesk này đã được bán cho DCG với mức giá là 500.000 đô Thì bây giờ đó các bạn thấy được là công ty CoinDesk này họ lại sa thải 45% nhân viên Thì thật ra đó công ty CoinDesk này dựa theo ước tính họ sa thải khoảng chừng 20 người Đương nhiên cũng không có tốt các bạn 20 người đã bị mất việc Nhưng mà mới đầu nghe 45% đó thì tôi cũng tưởng là nhiều lắm có thể là hàng trăm người Nhưng mà thật ra 45% là khoảng chừng 20 người mà thôi Và nhiều người cho đây là một hành động trước khi mà DCG bán CoinDesk. Chúng ta cũng đã nghe nhiều thông tin là DCG đó mua muốn bán Coindex với mức giá là khoảng 125 triệu và đây cũng là thông tin chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi. Tại vì dưới sự lãnh đạo của DCG đó chúng ta có một số công ty, chúng ta cũng đã biết là công ty uh, Janus là công ty mà cũng uh, đã đang cái vụ kiện tụng như về công ty Gemini về cái uh, vụ Gemini ơn uh, cái uh, đó là công ty mà cung cấp dịch vụ các bạn gửi tiền để lấy lại chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái điều đó rồi. Nhưng mà ngoại trừ công ty Genesis ra thì DCG cũng là chủ của Condes và theo nhiều thông tin thì Condes năm vừa rồi làm ăn cũng rất là tệ các bạn. Đương nhiên chúng ta thấy là thị trường crypto không được tốt thì cái số lượng tiền quảng cáo cho trang Condes cũng sẽ giảm xuống và công ty DCG thì cũng cần kiếm có một số tiền để có thể là làm một số việc họ cần làm có thể liên quan tới cái vụ kiện tụng hay là có thể là liên quan tới cái vụ thỏa thuận giữa công ty DCG và Gemini cái đó thường không có rằng chúng ta chỉ biết tin đồn là công ty DCG đó họ muốn có một số tiền để làm một số điều gì đó và đối với những công ty đó thì công ty Drayscale là công ty mà kiếm ra tiền cho họ rất là nhiều tại vì họ có những cái quỹ như là Drayscale, Bitcoin Trust cái quỹ đó kiếm được tiền rất nhiều cho họ rồi họ cũng có công ty đào BTC là Foundry USA cũng kiếm được tiền cho họ thì đối với những cái công ty đó đó thì họ đã lựa chọn là sẽ bán Condes và khả năng đó họ sa thải nhân viên này để có thể làm giảm đi chi tiêu nhân viên và có thể làm cho công ty của họ đang giá hơn khi mà họ bán Đó là những gì mà được suy luận hiện tại Chứ không có hẳn là Coindesk thực sự không có thể hoạt động được Tại vì nhiều người bạn nói là tại sao lại không tiếp tục đi Chúng ta cũng đã trải qua hơn một năm trong thời điểm này rồi Và thật ra đối với lại nhiều người đó thì họ tin tưởng vào chu kỳ một bốn năm thôi cũng vậy Chúng ta cũng đã thấy được cái sự tiến triển tốt cho năm nay Và nhiều người có lòng tin và thường có lòng tin năm sau và năm tới đó sẽ những năm tốt Nếu như mà chúng ta có thể trải qua được thời gian này thì có thể là kiếm được một số tiền nhưng mà Condes lại lựa chọn mà sa thải nhân viên đợt này thì khả năng là tại vì họ muốn bán các bạn họ không có muốn tiếp tục giữ Condes để đi qua thêm một mùa crypto nữa và nói tới Grayscale đó thì chúng ta có một thông tin cũng rất là thú vị là ngày mai có khả năng, đây là một cái ước tính mà thôi nhưng mà có khả năng ngày mai hay là trong vòng thời gian ngắn tới đây sẽ có thông tin liên quan tới vụ kiện giữa Trayscale và SEC. Thì vụ kiện này như thế nào các bạn? Vụ kiện này đó là mới đầu thì công ty Trayscale Bitcoin Trust để đơn với SEC để có thể có được một cái uh, quỹ Trayscale Bitcoin Spot ETF Nhưng mà sau đó, đó SEC cũng đã dùng nhiều lý do để mà từ chối và bác bỏ cái đơn này Và sau đó, đó thì công ty Trayscale ngược lại đã kiện SEC về việc là họ tại sao mà cho phép một cái Bitcoin Futures ETF được thông qua Nhưng mà lại không cho phép uh, Bitcoin Spot ETF thông qua Đây là một cái ví dụ điển hình cho cái vụ lộng quyền và đưa ra những cái lý do không thỏa đáng thì ngay bây giờ đó đây là một vụ kiện mà đang xảy ra cho nên các bạn thấy được là Tray scale Bitcoin Trust Refile Conversion GBTC nó có cái màu đỏ này là lo như là hai bên đang kiện tụng lẫn nhau thì dựa theo người này Scott Johnson thì người này cũng đã quan sát và cho thấy được là ở tòa án DC từ cái thời điểm mà bắt đầu ra tò để mà lập luận đó cho đến thời điểm mà có kết quả là khoảng chừng 160 ngày cho những cái vụ kiện của tháng 3 và ví dụ là tháng 3 của năm 2021 và tháng 3 năm 2022 thì trong đó chúng ta có 32 vụ kiện 30 trong 32 vụ kiện nghĩa là 94% của tất cả những vụ này đã được xử lý trong vòng 160 ngày thì từ cái lúc mà ra tò lập luận đó của TraceScale là tháng 3 năm 2023 cho đến thời điểm này là khoảng 160 ngày và tại sao lại có cái con số 160 ngày này thì dựa theo luận đó có thể là tại vì tháng tám hàng năm là cái thời gian mà sẽ có thay đổi uh, nhân sự ở trong tòa án cho nên uh, những cái thẩm phán đó thì họ sẽ cố gắng xử lý những cái vụ kiện dân sự một cách nhanh chóng nhất ở trong tháng 8 và nếu là như vậy đó thì có khả năng là ngày mai hay là trong những ngày tới đây sẽ có kết quả của cái vụ kiện này và đây cũng là một trong những điều mà nhiều người nói là nếu như mà công ty Rescale này đó thành công thắng kiện với là SEC và SEC đã phải cho cái quỹ Grayscale này thông qua thì không có lý do gì mà SEC lại giữ những quỹ còn lại thì đây là cái khả năng duy nhất mà nhiều người nói chúng ta sẽ có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF trong vòng năm nay chứ nếu không đó thì SEC cũng sẽ kéo dài qua tới cái thời điểm này tháng 1, tháng 3 của năm sau có nghĩa là chúng ta cũng đã gần có một cái kết quả rồi hy vọng là một kết quả tốt các bạn và một cái công ty đầu tư đó chính là Bernstein các bạn. Đây là một công ty đầu tư thì uh, họ cũng đã đưa ra cái nhận định tương tự như là những nhận định chúng ta cũng đã nghe nói tới từ những người mà chuyên về ETF ở Bloomberg nói là khả năng đương nhiên không gì chắc chắn nhưng mà khả năng chúng ta sẽ có một Bitcoin Spot ETF đã, đã tăng lên rất là nhiều sau khi mà có sự tham gia của BlackRock và Bernstein cũng nghĩ như vậy. Người này đó thì nghĩ là nếu như có một Bitcoin Spot ETF trong vòng 2 đến 3 năm đó cái thị trường spot ETF thôi không nói tới thị trường của Bitcoin nói chung mà chỉ nói riêng về thị trường spot ETF có thể là 10% của vốn hóa của BTC. Tôi cảm thấy đây cũng là một ước tính khá là khiêm tốn các bạn, tại vì thị trường của BTC bây giờ nếu cho tính vốn hóa ở trên CoinGecko đó là khoảng 572 tỷ, nghĩa là người này nói là trong vòng 2-3 năm thì vốn hóa của những cái quỹ Bitcoin spot ETF là khoảng 57 tỷ đô la tôi nghĩ là có thể là hơn con số đó chúng ta hãy chuyển qua cái tin tức kế tiếp chủ yếu là ngày hôm nay tôi cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ tin tức với các bạn mà thôi và chúng ta cũng có một cái thông tin cập nhật liên quan tới paypal thì paypal đó chúng ta cũng đã biết là đã tung ra cái đồng pyusd cái đồng ổn định của công ty PayPal thì chúng ta cũng đã thấy là cùng thời điểm đó đó công ty PayPal cũng đã đưa ra một cái gọi là Cryptocurrency Hub thì hiểu đơn giản đó đây là một cái nơi mà các bạn có thể là hoán đổi đồng ổn định PayPal USD thành đồng đô la và ngược lại hay là hoán đổi đồng PayPal USD à, trở thành một loại crypto khác à, nhưng mà chưa có công bố cho tất cả mọi người nghĩa là đây là một cái ứng dụng mà theo phần hiểu là họ đang thử nghiệm mà thôi có một số người được mời để mà sử dụng nhưng mà đây sẽ là cái nơi mà mọi người có thể sử dụng đồng PYUSD tại vì trước đây thông tin chỉ là PayPal có đồng PYUSD mọi người đều không biết được là làm sao có thể sở hữu đồng PYUSD này và khi mà sở hữu rồi đó thì làm sao để hoán đổi ngược cho đồng đô la hay là làm sao để có thể sử dụng đồng PYUSD để mà mua hàng hóa hay là đổi ra một thành một cái crypto khác bây giờ đó thì các bạn thấy được PayPal đã đi bước kế tiếp để có một nơi có thể hoán đổi đồng PYUSD này nhưng mà dựa theo những gì mà thuận đọc được đó thì trước hết đây là một dịch vụ chỉ dành riêng cho những người ở hoa kỳ mà thôi và chỉ một số người được tham gia hiện tại và thêm vào đó đó ngay bây giờ thì các bạn chỉ có thể là đổi tiền À, thành PYUSD, tiền các bạn có sẵn trong PayPal và đổi thành những cái token khác và đổi ngược trở lại nhưng mà không thể rút ra được, à, không biết là tại bây giờ họ đang thử nghiệm mà thôi sau này có rút được hay là không hay là mãi mãi các bạn chỉ có thể sử dụng giống như là trực tiếp trên PayPal qua lại mà thôi chứ không thể giống như là chúng ta có thể mua uh, BTC hay là Ethereum ở trên Coinbase rồi rút về ví của mình Khi nào mà có trên thông tin, thôi sẽ chia sẻ với các bạn và nếu các bạn lên trên ứng dụng X ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều những cái video liên quan tới Mark Yusko được chia sẻ khắp nơi thì Mark Yusko đó chính là người đứng đầu của Morgan Creek Capital một trong những cái công ty mà cũng họ cũng trade crypto đó các bạn thì tại sao mà cái clip này khoảng chừng 2 phút được chia sẻ khắp nơi tại vì Mark Yusko đã nói một số điều khiến cho nhiều người không có thích nghe thì Mark Yusko đó chủ yếu là nói đối với lại BTC đó thì ông không có nghĩ là Bitcoin có thể trở thành À, một cái mạng lưới dùng để thanh toán được tại vì uh, chúng ta được là cái số lượng người lưu trữ BTC nên sẽ không nhiều nhiều như là mọi người mong đợi có nghĩa là mới đầu đó khi mà có BTC thì đã có rất là nhiều cá voi xuất hiện và bây giờ chúng ta vẫn có nhiều cá voi ở trong BTC nhưng mà điều đó đó cũng không có phải là điều mà nhiều người tranh cãi các bạn điều mà nhiều người tranh cãi chính là Mark Yusko lại so sánh WorldCoin hiện tại ông ta nói là cái cách mà WorldCoin phát hành hiện tại đó thì uh, các bạn thấy chứ, các bạn có thể tới để mà đo cái iris cái, cái Mark các bạn, rồi sau đó các bạn có thể là nhận được đồng WorldCoin thì làm như vậy có thể là phân phối nhiều động hơn và nhiều người có thể sở hữu hơn à, và đó là cách làm tốt hơn, thì đương nhiên nhiều người không thích điều đó, tại vì các bạn thấy được là có nhiều cái sự tranh cãi về WorldCoin, cái cách mà họ phát hành, cái cách mà tại sao họ phải scan cho mắt các bạn tài liệu đó dùng để làm gì đó là nhiều cái mà đang được tranh cãi hiện tại Và ngay cả nhiều quốc gia bây giờ đã cũng đang đặt dấu chấm hỏi Và một số nơi không biết cũng đã phải tạm ngưng Không thể tiếp tục scan con mắt của người khác nữa Đó là một phần Phần còn lại đó thì Mark Yusko nói là thật ra nếu như các bạn lưu trữ Bitcoin thì các bạn lưu trữ ở đâu cũng cũng là giống nhau mà thôi Đó vẫn là Bitcoin của bạn, các bạn tự lưu trữ trong ví cá nhân cũng là Bitcoin của bạn Các bạn lưu trữ trên sàn hay là lưu trữ trong ví của Coinbase cũng là Bitcoin của các bạn Thì đương nhiên điều này ra khiến cho nhiều người không có thích các bạn Tại vì chúng ta đã thấy năm ngoái đó đã học được rất nhiều bài học Tại sao chúng ta không nên tin tưởng những công ty lớn Và tuy nhiều người chỉ trích Yusko, nhưng mà thường cảm thấy đây lại là một cái sự khởi đầu cho một mùa mới các bạn Lúc nào cũng vậy Một mùa mới chúng ta sẽ có người mới Và những gì mà chúng ta học được của mùa cũ đó Thì nhiều người lại lãng quên đi Và ngay cả bây giờ chúng ta cũng thấy là Có một số người bắt đầu chia sẻ là Tại sao chúng ta lại không thể tin Coinbase Tại sao chúng ta không thể tin những công ty crypto Thật ra có thể tin tưởng những công ty này Tại vì họ là những công ty lớn Họ đã hoạt động và làm ăn một cách đàng hoàng Thì tại sao lại phải tự giữ khóa cá nhân Làm gì cho nó mệt các bạn thấy được là bắt đầu có những cái điều đó được chia sẻ khắp nơi một lần nữa hầu như một số người đã quên những bài học liên quan tới Voyager's FTX năm ngoái thì đây cũng rất bình thường các bạn khi mà các bạn bước vào một mùa mới chúng ta sẽ thấy là nhiều người mới đã tham gia vào thì họ sẽ nói là suy nghĩ các bạn lỗi thời tại sao chúng ta lại không thể tin được những cái công ty mà đang hoạt động hiện bây giờ có thể là à, đã bị ám ảnh bởi cái mùa trước đó cho nên cái suy nghĩ đó nó đã không có còn update được nữa các bạn thấy được là chúng ta sẽ nghe nhiều cái điều đó và bản thân thường cũng đã nhận được khá là nhiều rồi các bạn thấy là bắt đầu bước qua một cái mùa mới thì nhiều người lại nhìn vào trời ơi thường vẫn lưu trữ bitcoin ethereum sao mà lỗi thời quá bây giờ các bạn đã biết tại sao các bạn thấy được là chúng ta cũng sẽ bắt đầu nghe những cái lời nói đó nhưng mà Thuận cũng không có lấy cái đó làm buồn nữa các bạn thường cảm thấy đó lại là một cái điều rất là tốt khi mà có nhiều người bắt đầu nghĩ là Thuận lỗi thời thì đó lại là một cái sự bắt đầu của một mùa mới và chúng ta thấy là mọi thứ đó nó thay đổi nhưng mà nó cũng không có thực sự thay đổi đâu. Ngay cả bản thân thuận đó năm 2021 đó cũng đã lãng quên những bài học trước đó trước đó các bạn đã biết là Thuận là một người mà luôn lưu trữ trong ví chứa lạnh luôn lưu trữ trong ví chứa lạnh và đó là cái điều mà Thuận đã chia sẻ từ khi mà có kênh này nhưng mà năm 2021 đó chúng ta lại thấy sự xuất hiện của nhiều công ty như là Coinbase các bạn thấy được là họ không những là một cái công ty trong thị trường crypto nhiều năm mà năm 2021 đó Coinbase có thể lên cả sàn chứng khoán Hoa Kỳ chúng ta thấy được là có những công ty như là chúng ta nói tới crypto.com được quảng cáo ở Super Bowl chúng ta có FTX à, được nhiều người nổi tiếng đứng lên quảng cáo và đứng lên nó tốt các bạn. Chúng ta có Voyager, Celsius, những công ty đó những công ty mà ở Hoa Kỳ. Thì ngay cái lúc đó đó, tôi cũng nghĩ là ừ, có phải là mình đã có suy nghĩ quá tiêu cực hay không? Có phải là cần nên update hay không? Tại sao lại phải tự lưu trữ à, cái khóa cá nhân của mình? Trong khi mà Bitcoin, Ethereum, Stablecoin có thể kiếm được nhiều tiền hàng tháng một cách đơn giản chỉ cần gửi cho họ mà thôi. Thì các bạn đã biết là tôi cũng đã chích một phần tiền gửi cho BlockFi, gửi cho những công ty khác nhưng mà cuối cùng đó là một sai lầm và thường cũng đã may mắn là không mất tiền nhưng mà đó là một bài học mà thường sẽ không bao giờ quên các bạn à, và đợt tới này cũng như vậy sẽ có những công ty khi mà các bạn nghe nói tới là một công ty đồ sộ làm sao mà có thể sụp đổ được giống như FTX thì nhiều người sẽ nói là không thể nào xảy ra nhưng mà các bạn thấy được là lần nào cũng như vậy những công ty đồ sộ lại sụp đổ và chúng ta lại bắt đầu một mùa mới và cứ như vậy các bạn đối với thuận đó nhiều người chỉ trích mark yusko nhưng mà thuận lại cảm thấy là mark yusko nghĩ là sẽ có nhiều người mới tham gia vào thị trường này và nếu như mà ai cũng như là thuận và các bạn từ lựa chữ khóa cá nhân chúng ta chỉ quan tâm đến bitcoin ethereum cho chỉ quan tâm đến những cái đồng mà nó có cái độ an toàn cao hơn thì thị trường này đâu còn sôi so động nữa các bạn chúng ta cần những người mới tham gia vào chúng ta cần những người mới bắt đầu trải nghiệm những gì mà chúng ta đã trải nghiệm họ sẽ sử dụng những sàn những ứng dụng mới họ sẽ lưu trữ những đồng mới thị trường lại sôi so động trở lại chứ nếu như mà chỉ có thùng rồi các bạn lưu trữ kho mà thôi và tự lưu trữ khóa nhân thì trường này nó sẽ rất là nhàm chán chúng ta luôn là như vậy và các bạn thấy được là thị trường chứng khoán cũng như vậy lúc nào cũng sẽ có những cái câu chuyện mới giống như là ai bây giờ các bạn trí tuệ nhân tạo lúc nào cũng như vậy các bạn thấy là thị trường khoán sẽ luôn tìm kiếm những cái mới và thổi phồng nó lên để khiến cho mọi người sôi động chứ nếu không đó mọi người cứ đầu tư vào chỉ số s p 500 một cách đơn giản Đầu tư như vậy thì cũng rất hiệu quả và nhiều người cũng nhận ra được. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì đâu còn gì là sôi động nữa các bạn. Những công ty tài chính làm sao kiếm được tiền? Những công ty phát triển crypto làm sao kiếm được tiền nữa các bạn? Nếu như ai cũng chỉ lên sàn giao dịch giống như là thuận chi để mua spot Bitcoin hay là spot Ethereum thì đâu còn gì gọi là sôi động nữa. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhìn được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.